Chương 65. Cổ trì thiện vi đạo giả, phi dĩ minh dân, tương dĩ ngu trì. Đời xưa, kẻ khéo thi hành đạo, không làm cho dân khôn lanh, mà làm cho dân thực thà. Hai chữ minh dân và ngu dân dùng để đối chiếu. Minh dân không phải có cái nghĩa là mở rộng óc thông minh, ngu dân cũng không phải có nghĩa là đầu óc con người trở nên ngu đần theo cái nghĩa thông thường. Chữ trí ở đây là do câu dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa, dùng làm đối chứng và có nghĩa là đa mưu túc trí, mưu mẹo khôn xảo, chứ không phải ám chỉ sự sáng suốt thực thà. Bảo rằng chủ trương của Lão Tử là ngu dân để dễ bề lợi dụng bóc lột là hiểu sai. Vương Bật có nói, minh là đa kiến xảo trá, còn chữ ngu là thuần phác tự nhiên, ngu dân là làm cho dân trở nên thuần hậu thực thà. Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa, cố, dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Dân mà khó trị, vì nhiều trí mưu, bởi vậy, lấy trí mà trị nước, là cái vạ cho nước, không lấy trí mà trị nước, là cái phúc cho nước. Hai câu, dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa, tức là dân mà khó trị, là vì họ quá mưu cơ xảo trá. Bởi vậy, kẻ lấy trí mưu mà trị nước, đó là kẻ làm loạn cho nước. Kẻ không lấy trí mưu mà trị nước, đó là kẻ đem hạnh phúc cho nước. Tại sao dân mà khó trị là vì dân nhiều trí mưu? Lỗi là tại đâu? Không phải tự người dân đa mưu trá ngụy, mà thực ra là vì người trên dùng trá ngụy mà trị dân. Dùng trí thuật mà tác vi thì kết quả tất nhiên là phát động dục cho dân. Người bên trên tất phải đề phòng và áp dụng biện pháp trừng trị. Dân chúng thấy rõ mưu mẹo của người trên để áp đảo họ, dĩ nhiên họ phải tìm những mánh khóe thủ đoạn để trốn tránh, che đậy. Bấy giờ, trên dưới đua nhau dùng trá ngụy mà việc thiên hạ càng ngày càng đi theo con đường gian trá. Cổ ngữ có câu, pháp lệnh tệ sinh, có nghĩa là pháp luật mà thiết lập ra thì tệ đoan theo đấy mà sinh ra. Chi thử lưỡng giả diệt khể thức, thường chi khể thức, thị vị huyền đức thâm hỷ viễn hỷ, giữ vật phản hỷ, nhân hậu nãi trí đại thuận. Biết hai điều ấy là biết làm mô thức. Thường biết làm mô thức nên gọi là huyền đức. Huyền đức thì sâu thẳm, nhân đó muôn vật trở về, rồi sau mới đến chỗ đại thuận. Biết hai điều đó tức là lấy trí mà trị nước và không lấy trí mà trị nước thì có thể làm cho phép tắc cho bậc trị nước.